lòng tham con người là vô đáy lắm chú ạ. Tài nó đã lợi dụng sự tin tưởng của chú để lấy tiền rồi. Chú cảm ơn. Cháu làm việc bình thường nhé, coi như không chuyện gì cả. Chú không nhìn nhầm người đâu. Chú mà không nói hay là ngăn chặn gì thì sẽ có rất nhiều lần nó như thế nữa. Sao? Tôi kiểm tiền có hơn 3 triệu tiền hàng thôi. Thì tiền mặt với tiền trong sổ sách đều trùng nhau, có gì đâu. Tôi thấy cứ lạ lạ sao ấy. Này, bà nói thế là bà bảo tôi lấy đúng không? Tôi có bảo ông lấy đâu. Thì bây giờ cả quán có mỗi tôi với bà, tự nhiên bà hỏi tôi câu đấy, khác gì bà bảo tôi lấy. Này, sao hôm nay bỗng dưng ông bị nhạy cảm à? Điên. Mà thôi, tôi hết ca rồi, tôi về đây. Tài à, Như dạ. Chưa đến à? Chào chú ạ. Như vừa chạy đi vệ sinh chú ạ. Vậy chú quản lý để cháu đi dọn đồ ạ. Ok. Chú ơi, chú xem sổ đi ạ. Có chuyện này cháu muốn nói với chú. Cháu để ý nhiều lần Tài chỉ cầm tiền của khách thôi, chứ không in hóa đơn chú ạ. Với cả nhiều hôm đông khách, cháu thấy doanh thu của quán cứ bị hụt ít nhất là 1-200 nghìn chú ạ. Cháu nghĩ đây không phải là lần đầu tiên đâu. Chú biết rồi. Chú biết rồi ấy ạ. Nhưng mà sao chú không nói gì hả chú? Cái này là ảnh hưởng đến doanh thu của quán mà chú. Chú nghĩ là thằng Tài cần đến tiền, cho nên làm như vậy. Chú tin tưởng Tài thế ạ? Ừ. Bởi vì thằng Tài làm với chú từ những năm đầu đại học cho đến tận bây giờ. Nếu mà nó có tính tắt mắt như vậy ấy, thì không phải đợi đến bây giờ làm lấy tiền đâu. Lòng tham con người là vô đáy lắm chú ạ. Tài nó đã lợi dụng sự tin tưởng của chú để lấy tiền rồi. Chú mà không nói hay là ngăn chặn gì thì sẽ có rất nhiều lần nó như thế nữa. Chú cảm ơn. Nhưng chú nghĩ rằng chú không nhìn nhầm người đâu. Cháu làm việc bình thường nhá, coi như không chuyện gì cả. Đừng tỏ thái độ gì cả nhá. Dạ vâng. Chú ạ. Chào chú ạ. Chú gửi lương thằng này. Dạ vâng, cháu xin. Cố gắng nhá. Xin ạ. Chào chú ạ. Cháu đi ạ. Hai đứa về đi. Đến giờ rồi. Dạ vâng.
Chào chú ạ. Sao đây? Dạ cháu, cháu xin lỗi chú ạ. Lý do? Cháu đã lấy tiền ở cửa hàng ạ. Chú biết ngay mà, chắc chắn phải có chuyện gì thì cháu mới làm như vậy. Thế nhưng tại sao cháu không nói với chú để chú giúp đỡ? Dạ cháu lỡ làm mất chiếc xe máy của bạn, cháu không còn cách nào khác nên cháu đã... Lần sau nhá, có chuyện gì xảy ra phải nói với chú. Nếu chú giúp được chú sẽ giúp, chứ đừng làm như thế. Chú luôn coi cháu như con cháu ở trong nhà, vậy mà cháu lại làm như vậy. Cháu gửi lại chú tiền lương là khoản tiền mà cháu đã lấy ạ. Cháu xin phép chú từ ngày mai cho cháu được nghỉ việc ở cửa hàng ạ. Biết mình có lỗi, nhận lỗi là cái tốt. Nhưng không phải cứ nhận lỗi xong là phải nghỉ việc. Như vậy làm sao chứng tỏ mình đã hối hận? Dạ cháu... Chú nhắc cháu nhớ nhá, sự tha thứ của chú chỉ có vé một chiều thôi nhá. Cố gắng lên. Dạ cháu hứa với chú, cháu sẽ cố gắng làm việc hẳn hoi để chú không phải thất vọng ạ. Có như chú cho vay trả dần. Dạ cháu cảm ơn chú ạ. Về đi. Không đi, về đi. Dạ cháu xin phép ạ. À.